đấy là bình thường, cuộc chiến nào cũng không thể chủ quan, mà do vấn đề cho đối phương giành lại quyền kiểm soát mới đây của sân trường là rất đáng lưu tâm. Đẩy bên luôn. Ở đây, kỹ.
Nhật Bản với vị trí nhất bảng và đội tuyển Trung Quốc với vị trí nhì bảng.